Bộ Tư pháp Iran tuyên bố sẽ tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong các nhà tù tại nước này. Hãng tin ISNA cho hay quyết định được Bộ Tư pháp Iran đưa ra vào ngày 3 tháng 3. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Gholem Hossein Esmaili nói rằng các tù nhân được phép ra tù và tạm thời thụ án treo tại nơi cư trú nếu họ âm tính với virus corona chủng mới gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, các tù nhân an ninh, những người bị tuyên án trên 5 năm sẽ không được thả. Trước đó, tại Trung Quốc, hãng tin Reuters ngày 26 tháng 2 dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hùng Tuyển Quốc chỉ trích lực lượng thành pháp yếu kém trong kiểm soát dịch COVID-19 sau khi hàng trăm tù nhân được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng phát hiện đến 555 tù nhân nhiễm virus corona, nhưng đến nay chưa người nào trong số họ tử vong. Ông Hùng đã phê phán rằng sự lây nhiễm căn bệnh thực sự phản ánh khoảng trống trong công tác quản lý các nhà tù và công tác ngăn ngừa kiểm soát dịch bệnh của chúng ta. Có lẽ rút kinh nghiệm từ Trung Quốc, Iran đã quyết định tạm thả hơn 54.000 tù nhân. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp nói rằng việc thả những tù nhân này được thực hiện dưới sự giám sát của Bộ Y tế. Sức khỏe của các tù nhân là vấn đề quan trọng với chúng tôi, bất kể họ là tù nhân an ninh hay bình thường. ISNA dẫn lời ông Esmaili. Ngày 3 tháng 3, Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Rezi cho biết trên sóng truyền hình rằng nước này đã có 77 người chết vì COVID-19 và hơn 2.300 ca dương tính. Người phụ trách lực lượng đối phó dịch vừa trở thành quan chức cấp cao mới nhất bị nhiễm COVID-19. Thông tin xác nhận được đưa ra một ngày sau khi hãng tin Tasnim đưa tin virus này đã cướp đi mạng sống của ông Mohammad Mimohammadi, 72 tuổi, thành viên hội đồng tư vấn của đại giáo chủ Iran. Chỉ một tuần trước, Thứ trưởng Y tế Iran Azai Harichi cũng bị nhiễm căn bệnh này. Các chuyên gia quốc tế nhận định con số thật ở Iran có thể cao hơn gấp nhiều lần và ước đoán có thể có hơn 18.000 trường hợp nhiễm ở Iran và ít nhất 210 người tử vong, theo đài BBC. Tuy nhiên, Bộ Y tế Iran đã bác bỏ thông tin này và cáo buộc truyền thông nước ngoài lan truyền tin giả. Chính quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đã áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bao gồm hủy bỏ lễ cầu nguyện thứ 6, đóng cửa trường học cho đến ngày 8 tháng 3, đóng cửa quốc hội cho đến khi có thông báo tiếp theo và hạn chế người dân đi lại trong nước. Hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19.